Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 10 và quý phụ huynh. Chúng ta đang học ở chương trình Toán 10 cánh diều ha. Thì nói chung là năm nay bộ đưa ra ba bộ sách cánh diều chân trời sáng tạo kết nối tri thức với cuộc sống. Thì thầy sẽ quay đầy đủ cho các em ba cái bộ sách này, mặc dù hơi cực nhưng mà bắt buộc phải quay hết cho các em để các em tham khảo và học các em nha. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở bài tập cuối chương 1. Thì trong chương 1 này chúng ta học được hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó chính là mệnh đề toán học. Thì trong mệnh đề toán học đó chúng ta cũng học là 6 vòng. Thì trong đó ví dụ chúng ta đã nắm được mệnh đề đó chính là một khẳng định, và khẳng định đó đúng hoặc là khẳng định sai thì nó đều gọi là mệnh đề toán học nha. Mà như vậy thì trong cái phần đó thì chúng ta học ví dụ như là mệnh đề phủ định này, mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, các ký hiệu tồn tại hoặc là với mọi. Các em nhớ các ký hiệu đó đúng không nào? Còn về phần 2 là phần tập hợp và các cái phép toán trên tập hợp thì chúng ta cũng đã nhớ các phần tập hợp thì chúng ta thực chất trong chương trình lớp 6 chúng ta được học rồi. Các phép toán ví dụ như là giao này, rồi hợp này, phần bù này, rồi hiệu, thì cái phần bù với hiệu là gần như là nó sẽ tương đồng với nhau. Đó. Nghĩa là x thuộc b không thuộc a hoặc là x thuộc a không thuộc b thì cái phần đó chúng ta đã nắm rồi. Thì trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho em các cái phần bài tập. Ở trong đây nó có 8 bài thì chắc có lẽ thầy sẽ quay trong vòng 2 clip. Clip đầu tiên có thể từ bài 1 cho tới bài số 5 hoặc là từ bài 1 đến bài 4 thì tùy theo thời lượng em nhé. Ok, như vậy thì trong quá trình học thì em nhớ like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng giúp thầy, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông nha. Cảm ơn các em quý phụ huynh rất là nhiều. Chúng ta đi sang bài số 1. Phát biểu nào sau đây không là một mệnh đề toán học? Không nghe nha, chứ không phải là phải. Nếu phải là một mệnh đề toán học ấy thì đó là một khẳng định đúng hay sai về vấn đề về toán học nha. Còn ví dụ vấn đề về địa lý hay là văn học hay là một số nội dung khác mà chả liên quan gì toán học thì chúng ta không được chọn, được chưa? Tích của ba số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho ba thì đây chính là một mệnh đề toán học, được chưa? Thì chúng ta không chọn. Ok. Nếu AMB bằng 90 độ thì M nằm trên đường tròn đường kính AB. Thì cái này trong chương trình lớp 9 chúng ta học về vấn đề đường tròn thì chúng ta đã biết rồi, và thì cái này đã chính là một mệnh đề toán học, được không? Ngày 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì cái này là nó rơi vào vấn đề là gì? Lịch sử. Chứng tỏ là chúng ta sẽ chọn ở đây, đây chính là câu C này. Mọi số nguyên tố đều là số lẻ. Mọi số nguyên tố đều là số lẻ thì ở đây chúng ta thấy nguyên tố mọi là số lẻ thì nếu chúng ta chứng minh thì có số 2. Số 2 là số chẵn. Cái khẳng định này là khẳng định sai nhưng nó vẫn là một mệnh đề toán học. Không? Như vậy thì A, B với D đây chính là mệnh đề toán học. Còn không làm mệnh đề toán học thì chúng ta chọn thầy là câu C. Được chưa? Nếu mà giáo viên có hỏi giải thích tại sao thì chúng ta cũng có thể trả lời được. Như vậy thì ở câu số 1 ta chọn là câu C các em nha. Còn A, B và D đó chính là một mệnh đề toán học thì chúng ta sẽ không chọn. Ta đi sang ở câu số 2. Một ở đây chúng ta chọn là C. Câu 2. Nếu mà nhanh như thế này thì ok này. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của mệnh đề phủ định đó. Mệnh đề phủ định là gì? Thì nhắc lại phần lý thuyết này. Nếu mệnh đề B là như này thì mệnh đề phủ định của nó là cái B gạch. Nếu mệnh đề B này là đúng thì chắc chắn mệnh đề phủ định này sai và ngược lại. Nếu mệnh đề này là sai thì mệnh đề phủ định này sẽ đúng. Ha. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lập mệnh đề phủ định A. A gạch ở đây. Chúng ta xem là đồ thị hàm số y bằng x là một đường thẳng. Thường thì để mà lập mệnh đề phủ định thì chúng ta sử dụng từ không hoặc là không phải. Đúng không? Như vậy bây giờ ta sẽ đồ thị hàm số y bằng x là một đường thẳng thì cái mệnh đề này là đúng nè, mệnh đề A này đúng, chứng tỏ chúng ta lập mệnh đề A gạch này thì nó sẽ là một mệnh đề sai. Thì bây giờ chúng ta sẽ ghi lại như thế nào nào. Bây giờ chúng ta thêm chữ không không vào đấy, không là một đường thẳng ha. Hay là ví dụ chúng ta ghi không là một đường thẳng, chúng ta ghi là đồ thị hàm số y bằng x là một đường cong chẳng hạn. Một đường cong thì chứng tỏ là không thẳng, đúng không? Nó có hai ba cách chúng ta có thể ghi như vậy. Rồi bây giờ thầy sẽ ghi theo cách này. Đồ thị hàm số y bằng x không là, chúng ta thêm từ không này, không là đường thẳng,
Hoặc có một số bạn không thích thêm chữ không, ha, không thích thêm chữ không ở đây, thì các bạn sẽ ghi là đồ thị hàm số y bằng x là một đường cong, là một đường cong thì chứng tỏ nó không thẳng, và cái mệnh đề này là mệnh đề sai. A gạch này là mệnh đề sai, mệnh đề sai, được chưa? Tiếp tục. B, đồ thị hàm số y bằng x bình phương không đi qua điểm 39, x bằng 3 thì y bằng 9, x bằng 3 thế vô đây thì 3 bình phương thì bằng 9. Như vậy thì cái đồ thị này á không đi qua, chứng tỏ là thằng này sai nè, thằng này sai, nghĩa là cái mệnh đề B này là sai, tại vì bản thân cái đồ thị này nó đi qua, tại vì chúng ta thế x vào đây, thế x vào đây nghĩa là 3 bình phương, 3 bình phương thì bằng 9, chứng tỏ nó đi qua. Mà ở đây cái mệnh đề này khẳng định là nó không đi qua, chứng tỏ mệnh đề B này là sai. Bây giờ chúng ta sẽ lập mệnh đề phủ định lại cái mệnh đề này, chứng tỏ mệnh đề phủ định này nó như nào, nó phải đúng. Chứng tỏ bây giờ chúng ta bỏ cái chữ không này đi, là các em ghi là đồ thị hàm số y bằng x bình phương đi qua, bỏ từ không này đi, hiểu chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta ghi là đồ thị hàm số y bằng x bình phương đi qua cái điểm A là 39. Như vậy thì cái mệnh đề B này là mệnh đề gì? Mệnh đề đúng. Mệnh đề đúng. Bây giờ hiểu chưa nào? Hiểu không? Ok. Rất là dễ hiểu luôn. Ta đi sang ở câu số 3 các em nha. Câu số 3. Câu số 3 các em, tiếp tục về vấn đề là mệnh đề. Mệnh đề toán học ha. Cho tứ giác ABC, lập mệnh đề B kéo theo quy hoặc là suy ra quy, cái ký hiệu này là kéo theo hoặc là suy ra ha, thì chúng ta đã nắm rồi. Và xét tính đúng sai của mệnh đề đó với câu A. B, tứ giác ABC là hình chữ nhật. Tứ giác ABC là hình bình hành. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này. Nếu thì thấy rõ nhất. Nếu tứ giác ABC là hình chữ nhật thì tứ giác ABC là hình bình hành, đúng hay sai? Đúng. Tại vì trong chương trình lớp 8 á thì chúng ta được học về phần tứ giác rồi. Chúng ta học về các cái hình, bắt đầu là về hình tứ giác này, hình bình hành này, hình chữ nhật này, rồi hình thoi này, hình vuông. Có đúng không? Thì chúng ta đã thấy rằng là các tính chất của hình bình hành này nó đều kế thừa của hình gì? Của hình gì? Hình chữ nhật này là kế thừa của hình bình hành, tại vì hình chữ nhật là nó hình thành sau hình bình hành. Nếu chúng ta học trong cái chuỗi kiến thức về tứ giác, chúng ta học về tứ giác rồi tới hình bình hành rồi tới hình chữ nhật. Đúng không? Thì hình chữ nhật này nó có đầy đủ các tính chất của hình bình hành. Đúng chưa? Ở chương trình trung học cơ sở đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là cái mệnh đề B kéo theo quy là ở đây chúng ta sử dụng từ nếu nha. Đặt ở đây từ nếu và đặt đây từ thì. Không? Nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì tứ giác ABCD là hình bình hành. Đúng chưa? Đúng. Như vậy thì cái mệnh đề kéo theo này là mệnh đề đúng. Ok. Như vậy thì ở đây chúng ta ghi giùm thầy là cái mệnh đề B kéo theo quy là mệnh đề đúng. Câu B. Tại vì cái này nó liên quan tới kiến thức ở lớp dưới các em, về chuông tứ giác mà chúng ta được học ở chương trình lớp 8 á. Không, tứ giác. Rồi đấy, thầy đang nói về chương trình cũ nha. Còn ở chương trình mới bữa nay nó sắp xếp, nói chung nó cũng khá là lộn xộn nha. Ví dụ như ở chương trình lớp 7 thì các em đã được học về phần hình hộp rồi. Hình hộp chữ nhật, rồi hình lập phương một các kiểu rồi các em. Nên là thầy đang nói là cái phần tứ giác này của chương trình cũ nha. Ok. B, tứ giác ABC là hình thoi thì tứ giác ABC là hình vuông. Có đúng không? Không thể đúng được. Cái này là nói ngược lại này. Nếu mà quy mà kéo theo B á, là đúng. Nhưng mà B kéo theo quy là sai rồi.
Tại vì sao nè? Tại vì bản thân á là cái anh hình vuông này là nó chứa cái hình thoi này, nghĩa là hình vuông này nó thừa hưởng tất cả các tính chất của hình thoi. Đó. Hình vuông thì là hình là có gì? Bốn cạnh bằng nhau và có bốn góc vuông. Còn anh này chỉ có bốn cạnh bằng nhau thôi. Có bốn cạnh bằng nhau thôi. Ok. Đấy. Rồi, như vậy thì ở đây ta có là cái mệnh đề. Cái mệnh đề B kéo theo Q là cái mệnh đề này là mệnh đề sai nha, mệnh đề sai á. Nếu tứ giác ABC là hình thoi thì cái tứ giác ABC là hình vuông là sai. Để mà đúng á, ta đảo lại thì được. Mệnh đề đảo của nó sẽ đúng, nghĩa là Q kéo theo B của mệnh đề là đúng này, nghĩa là nếu tứ giác ABC là hình vuông thì tứ giác ABC là hình thoi là đúng, nhưng mà đây ngược trở lại thì chắc chắn là sai. Hiểu chưa? Như vậy thì kem ghim thầy là cái mệnh đề B kéo theo Q là mệnh đề sai. Ok. Tại vì các hình thoi thì không thể nào là hình vuông được. Ok. Nhưng mà hình vuông nó sẽ có đầy đủ các tính chất của hình thoi. Hình hình vuông thì chúng ta có thể coi nó hình thoi được, nhưng mà hình thoi chúng ta không thể nào coi nó là hình vuông được. Nhớ ngược lộn ngược rồi lại như vậy. Ta sẽ đi sang là câu số 4 em nha, câu số 4. Rồi, ok chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái bài số 4 nha. Bài số 4. Còn lại tiếp tục là mệnh đề ha, chứ chúng ta chưa qua cái phần bài số 2 là về phần tập hợp. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau. Ở trong đây người ta đưa ra cho các em là bốn cái mệnh đề. Các em nhớ này, thầy giảng ở chỗ đây phần lý thuyết lại một xíu. Với một cái mệnh đề là với mọi x thì cái mệnh đề phủ định của nó sẽ là gì? Tồn tại x. Và ngược lại, nếu như chúng ta thấy tồn tại x thì mệnh đề phủ định của nó sẽ là với mọi. Nhớ thầy như vậy. Đó chính là phần lý thuyết mà chúng ta được học ở trong cái bài số 1. Thì bây giờ chúng ta có này, lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau. Thì mệnh đề phủ định của mệnh đề A thì ở đây chúng ta sẽ, tại vì ở đây người ta không có yêu cầu là xét tính đúng sai. Nếu người ta yêu cầu xét tính đúng sai thì nó cũng dễ thôi à, thì chúng ta kiểm tra là chúng ta thế vô một cái giá trị nào đó. Thường ví dụ khi có biến á, mệnh đề chưa biến thì chúng ta thế một giá trị nào đó là chúng ta sẽ kiểm tra cái tính đúng sai nó được ngay em, lấy một giá trị cụ thể nào đó à, như đây. Ở đây là với mọi thì ngay lập tức chúng ta thấy là với mọi thì ngay chỗ đây chúng ta sẽ mệnh đề phủ định là sẽ là gì? Sẽ là tồn tại x thuộc gì? Thuộc tập số thực R. Ở đây anh em thấy là x bình phương cộng 4x cộng 5 ở đây khác không? Khác không thì phủ định của nó sẽ là gì? Sẽ là bằng không. Em hiểu không? Khác không thì phủ định của nó sẽ bằng không. Như vậy x bình phương cộng 4x cộng 5 sẽ bằng không. Xong. Vậy thôi. Ok. Rồi, chúng ta có cái mệnh đề B. Mệnh đề phủ định tiếp, mình cứ phủ định là chúng ta có cái dấu gạch này ha để thể hiện nó là phủ định. Ở đây là với mọi tiếp tục lại tồn tại x thuộc R. Ở đây là x bình phương cộng x lớn bằng 1. Ở đây các em thấy có dấu bằng đúng không? Nhớ này, nếu phủ định của lớn hơn bằng thì phủ định của nó sẽ là nhỏ hơn. Và ngược lại, nếu như mà nhỏ hơn, cái này giống ngược lại luôn nha, lớn hơn bằng thì phủ định, mà nếu mà các em thấy nhỏ hơn thì nó sẽ lớn hơn bằng. Nghĩa là cái gì? Nếu ở đây có dấu bằng thì khi phủ định là không có dấu bằng nữa. Mà nếu như mà nó ở phần phủ định mà không có dấu bằng thì chúng ta qua phần bên đây là sẽ có dấu bằng. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có là x bình phương cộng x lớn hơn hoặc bằng thì chúng ta phủ định là nhỏ hơn 1. Đó, vậy thôi. C. Ở đây sẽ là gì? Đây là tồn tại. Tồn tại thì chúng ta sẽ viết ở đây là với mọi x thuộc z số nguyên ha. Ở đây là bằng không. Bằng không thì chúng ta phủ định lại thì nó sẽ là gì? Khác không? Dễ không em? Khi em hiểu quy tắc và nguyên tắc làm toán rồi thì cái này rất là dễ. Rồi, xong, khác không? D.
Tồn tại. Tồn tại thì chúng ta phủ định là với mọi x thuộc z. Ở đây em thấy nhỏ không? Đấy, nhỏ hơn nè. Ghi dấu nhỏ hơn nè thì phủ định của nó sẽ là lớn hơn hoặc bằng. Ok. Như vậy thì x bình phương sẽ lớn hơn bằng z. Xong. Rất đơn giản vậy thôi. Hiểu thì người ta thấy những bài này rất đơn giản, mà các em không hiểu á thì những bài này tự nhiên trở nên nó rất là khó. Được chưa? Chúng ta sẽ đi sang ở bài số 5 luôn, tại vì cái bài này nó cũng liên quan tới cái phần phần gì? Các em. Phần tập hợp ha. Biểu diễn các cái anh này trên tập hợp hay là 5 6 7 thầy sẽ làm ở trong cho các em trong clip tiếp theo, 5 6 7 8. Được không? Ok, thôi 5 6 7 8 thầy sẽ làm trong clip sau đi. Cứ bốn bài nhưng chia ra như vậy cho nó dễ xem nha. Chúng ta làm trước thầy bốn bài này. Tối ngày mai thầy sẽ chiếu cho các em xem ở bốn bài này nha. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok.